Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm món xe kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép giống dẻo siêu ôm Sài Gòn của chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không mất thời gian ha, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chủ của cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lượt một cái lô mai dẻo siêu ôm Sài Gòn vậy cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép ha. Rồi. Hoặc là mình dưỡng là mình chỉ Tết 2024 nha cô anh chị. Rồi bây giờ một cái đầu clip là mã số 51T, em nói tiếp clip trước nha. Rồi rồi cây tàn cũng khá là đều thôi anh chị, giống mới bông rất là to luôn, quanh thân là được 13. Rồi quanh thân 13 ha, chiều cao là được 68, tán ngang là được 57. Rồi cây siêu ôm Sài Gòn mã số đầu tiên này giao lưu với cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 600.000 bao phí ship cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi đổi cây. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 52T. Rồi 52T cũng là một cây dẻo siêu ôm Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Siêu ôm Sài Gòn nha. Rồi. Quanh thân là được 12.5 tới 12 thôi. Bò khá già. Chiều cao 65. Tán ngang là 58. Rồi cây siêu ôm Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 600.000 bao phí ship luôn. Rồi, mã số 52T. Mã số 53T. Rồi tiếp theo là mã số 53T, cũng là một cái siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Bo khá là ok luôn cô chú anh chị ha, bo già cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn rồi bạn ơi. Rồi, quanh thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 68. Tán ngang là được 54. Rồi. Rồi cây mã số 53T, cây siêu ôm Sài Gòn này giao lưu giúp cô chú anh chị, giá cũng chỉ là 550 thôi ha. Đổi cây. Rồi. Rồi mã số 54T. Rồi 54T cũng là một cái siêu ôm Sài Gòn luôn hết cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình dưỡng rồi mình lấy bo ghép thử rất là ngon luôn ha. Bo nó đang lên da luôn, gần già cô chú anh chị. Rồi, quanh thân 13. Này vài ngày nữa mình lấy bo ok. Chiều cao 60. Tán ngang là 42. Rồi cây siêu ôm Sài Gòn ha, giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450.000 bao phí ship luôn. Rồi, đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 55K. 55T. Đó 55T hết rồi chứ gì? Rồi. Cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn. Rồi cây này thì có được 3 bo già cô chú anh chị ha, và 2 bo mới dặm thêm lên đọt nè, đang lên nè cô chú anh chị ha, 3 bo vậy. 3 bo mới dặm thêm. Quanh thân 12. Rồi. Chiều cao 47. Tán ngang 42. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 400 em bao phí ship luôn. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 56T. T nha cô chú anh chị, một cây siêu ôm Sài Gòn luôn. Rồi. Quanh thân 12. Chiều cao 70. Tán ngang 49. Rồi. Rồi, cái siêu ôm Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng là 700.000 bao phí ship nha. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 57T. Rồi. Cũng là một cái siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Quanh thân 14. Rồi. Chiều cao 69. Tán ngang 56. Rồi, cái siêu ôm Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450.000 nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 48. 58. 58T. Rồi. 58T cũng là một cái siêu ôm Sài Gòn hết cô chú anh chị. Rồi, cái này lấy bo nhiều nha, bo già. Quanh thân 11. Rồi, rưỡi ha tới 11 ha. Chiều cao 56. Tán ngang 46. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị giá 500.000 về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép luôn ha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 59. T. T cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Rồi, tàn khá luôn ha. Quanh thân là được 10. Là tàn khá là đều ghép. Chiều cao 57. Được 3 bo lớn nha cô chú anh chị. Tán ngang 46. Rồi. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn mã số 49. 59. Ủa 59. 59 này em giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450 ha. Đợi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 50T. 60T. Ủa 60. 60T nha cô chú anh chị. Rồi. Là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Là cũng là một cây clip của em luôn ha. Này mình giúp được 3 bo nha cô chú anh chị. Bo lớn cô chú anh chị ha. Và đấy cũng được khá bo. Quanh thân là được 16 nha. Rồi. Chiều cao là 57. Rồi. Tán ngang là 46. Rồi. Rồi, cái này mã số 60T. Em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 350.000 bao phí ship luôn. Rồi. Rồi thì cây này cũng là một cây cuối clip của em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha.
và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị, cũng là số Zalo của em luôn ha. Và em xin chào nha. Và em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.